trận đấu của Trần Gia Bảo Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Huy Hà Nội. Đây không chỉ là hai đơn vị lớn của làng kickboxing mà chúng ta còn có sự mặt của Nguyễn Văn Huy, huy chương bạc SEA Games 31. Kia là Nguyễn Văn Huy ở góc đài xanh. Và cứ mỗi khi hai đơn vị lớn gặp nhau thì chúng ta lại thấy khán đài sôi động lên. Và như thế này là các thành viên đội tuyển Hồ Chí Minh. Biết đến với thành tích thi trên bàn những đòn đấm liên tục ngay từ đầu trận của Văn Huy kia như thế này. Gia Bảo vừa vào đã bị đấm, anh còn phải sốc lại tinh thần và tìm ra cách hãm bớt lại áp lực từ Văn Huy. Trả đòn chịu được không đây? Điểm lần hai rồi, chỉ sau ít phút hơn một phút hiệp một mà thôi. Đây trận đấu lớn của hai đoàn, tôi không muốn kết thúc nhanh. Nhưng Hoàng Huy đúng với biệt danh máy đấm của mình. Thôi thôi xong. Như vậy là trận đấu đã kết thúc. Khá đáng tiếc cho Gia Bảo của đoàn Hồ Chí Minh. Đường như vậy là người đàn chiến thắng chỉ sau hơn một phút. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Quang Huy sau những giây phút đầu tiên thăm dò đã tìm thấy kẽ hở dưới bụng của Gia Bảo và anh tung một cú đấm móc. Sau đó là hàng loạt đòn đấm rất nặng. Đây là sự chênh lệch đơn thuần chứ tôi không nghĩ có chiến thuật gì. Sau khi đối phương bị đếm thì Quang Huy đã nhận ra sự chênh lệch trong trình độ và quyết định kết thúc. Anh lao vào và tung hàng loạt đòn đấm. Đấm, đấm, đấm và đấm. Quả không hổ danh là máy đấm. Chúng ta có thể nhìn thấy là Gia Bảo sau khi bị đếm đã muốn quay lại. Nhưng khi anh đang ra giữa góc đài thì trọng tài đã xua tay về phía góc đài đỏ của thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ các huấn luyện viên đã muốn anh dừng lại. Lợi Văn Huy đang chiến thắng chỉ sau hơn một phút mà thôi. Quá trong vắng.